quý vị và các bạn thân mến, hôm nay có dịp về Bến Tre thì qua cầu Cổ Chiên đó thì mình cũng biết được một cái thông tin cũng rất là vui. Sắp tới hai tỉnh Trà Vinh và Bến Tre sẽ có thêm một cây cầu dây văng bắc qua nữa, đó là cầu Cổ Chiên 2, cách cầu Cổ Chiên hiện hữu khoảng 30 km. Rất là vui mừng luôn. Thì bà con ở miền Tây, đặc biệt là hai tỉnh Trà Vinh và Bến Tre sắp tới sẽ đi lại được thuận tiện hơn rất là nhiều luôn à. Vậy thì thông tin cầu Cổ Chiên 2 như thế nào và vị trí chính xác ở đâu, và thông tin về cầu Cổ Chiên 2 hiện tại vốn đầu tư là bao nhiêu và sắp tới thì được thi công trong cái thời gian hoàn thành là khi nào, thì bây giờ mời quý vị khán giả cùng mình đọc một cái tờ báo về cầu Cổ Chiên 2 nha. Cầu Cổ Chiên 2 nằm cách cầu Cổ Chiên hiện hữu khoảng 30 km. Cầu Cổ Chiên 2 kết nối hai tỉnh Bến Tre, Trà Vinh với tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, sẽ có đội tỉnh không thông thuyền đảm bảo lưu thông đối với tàu 10.000 DVKT, tương tự các cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh. Ngày 23 tháng 11, ông Dương Văn Phúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bến Tre cho biết lãnh đạo sở, ngành hai tỉnh Bến Tre, Trà Vinh vừa có buổi làm việc chung nhằm thống nhất vị trí, quy mô xây dựng cầu Cổ Chiên 2 trên tuyến đường bộ ven biển, kết nối hai địa phương này. Theo báo cáo sơ bộ của Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn, dự kiến cầu Cổ Chiên 2 sẽ kết nối vào dự án đường hành lang ven biển tỉnh Trà Vinh và dự án đường bộ ven biển tỉnh Bến Tre. Địa điểm kết nối phía tỉnh Trà Vinh dự kiến tại xã Long Hòa, huyện Châu Thành, còn phía tỉnh Bến Tre dự kiến tại xã An Quy, huyện Thành Phú. Như vậy, vị trí dự kiến đầu tư cầu Cổ Chiên 2 sẽ nằm cách cầu Cổ Chiên hiện hữu khoảng 30 km về phía hạ nguồn sông Cổ Chiên. Cầu Cổ Chiên 2 có quy mô 4 làn xe cơ giới, tổng chiều dài khoảng 5.000 m. Trong đó, cầu chính dài khoảng 2.000 m với tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương. Trong năm 2023-2024 là giai đoạn chuẩn bị cho dự án. Thời gian thực hiện khoảng từ 2025-2029 và dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2030. Bến Tre Trà Vinh thống nhất vị trí xây cầu Cổ Chiên 2 với kinh phí 3.500 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh Bến Tre và Trà Vinh vừa tiến hành khảo sát và thống nhất phương án. Vị trí xây cầu Cổ Chiên 2 bắc ngang sông Cổ Chiên đối liền hai địa phương này song song với cầu Cổ Chiên hiện có. Theo đó, cầu Cổ Chiên 2 được xây dựng dài 5 km, cách cầu hiện hữu 30 km về phía hạ nguồn, tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng. Dự kiến từ ngân sách trung ương, dự án này dự kiến khởi công vào năm 2025, hoàn thành vào năm 2030, thiết kế dạng dây giăng, điểm đầu tại xã An Quy, huyện Thành Phú, Bến Tre và điểm cuối tại xã Long Hòa, huyện Châu Thành, Trà Vinh. Trong đó, cầu chính dài 2 km, quy mô 4 làn xe, phần còn lại là đường dẫn. Riêng cầu Cổ Chiên hiện hữu thông xe năm 2015, giúp giảm áp lực xe lưu thông trên quốc lộ 1 qua thành phố Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận, rút ngắn hành trình gần 80 km từ thành phố Hồ Chí Minh đến Trà Vinh, Sóc Trăng. Cầu Cổ Chiên 2 thuộc dự án trục đường ven biển kết nối Bến Tre với Tiền Giang và Trà Vinh với tổng mức đầu tư hơn 7.900 tỷ đồng. Trục đường này nằm trong tuyến đường bộ ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long dài 740 km. Từ Hà Tiên đi thành phố Hồ Chí Minh đã được chính phủ phê duyệt. Dự án đi qua 7 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long gồm Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang.